chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tuần này có các nội dung chính sau: người dân Hưng Yên xa quê trở về đón Tết như thế nào? Các biện pháp đã được triển khai để đảm bảo Tết được an toàn trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị và các bạn gặp gỡ chị Bùi Thị Thu Hường, hội viên hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, người được gọi với cái tên cô nông dân 4.0. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới, năm Nhâm Dần 2022, một cái Tết vô cùng đáng nhớ khi dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, có khá nhiều người đã lựa chọn không về quê ăn Tết. Dù buồn, dù nhớ quê hương và gia đình, nhưng với họ, đó là cách để họ và gia đình đón một cái Tết bình an. Anh Nguyễn Văn Hưng ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, quê ở tỉnh Thái Bình. Do tình hình dịch bệnh gần khu vực anh ở khá phức tạp, nên để đảm bảo an toàn cho gia đình, anh đã tạm đổi lịch về quê ăn Tết. Mặc dù không được về quê ăn Tết, rất là buồn, nhưng mà do tình hình dịch bệnh, mình sẽ ở lại. Ưu tiên cái sức khỏe đặt lên hàng đầu. Chị Nguyễn Quyên Quyên, quê xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, hiện đang sinh sống tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mặc dù chỉ cách nhà mấy chục km, nhưng Tết này chị Quyên không về quê ăn Tết. Do tình hình Covid năm nay diễn biến phức tạp ở cả Hà Nội và Hưng Yên, hơn nữa tôi lại đang có cháu nhỏ nên tôi quyết định năm nay sẽ ở lại Hà Nội ăn Tết. Tuy không về quê được, nhưng mà mỗi ngày tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm cũng như là nói chuyện chúc Tết với gia đình. Vẫn quất nào có quất, nhưng khác với mọi năm, năm nay ông Dũng, bà Lợi đón một cái Tết đơn giản bởi vắng bóng vài người con, cháu ở xa. Mặc dù trước đó các con ông đã lên kế hoạch về quê ăn Tết và tổ chức mừng thọ cho bố, thế nhưng do tình hình diễn biến phức tạp, ông Dũng đã chủ động giải thích, thuyết phục các con không về quê ăn Tết như dự kiến. Tình hình virus thì hiện nay đang căng thẳng, nên tôi động viên các cháu thôi cố gắng là các con nó cái cửa trong ấy, khi nào mà virus 19 nó giảm đi thì các con hay cháu hãy về thăm ông bà. Tuy rằng không cũng là buồn thật, nhưng mà chung quy lại thì không thể về được thì phải chấp nhận. Tại nhà ông Tiến, bà Bích, Tết này cũng diễn ra hết sức đơn giản. Không có những bữa cơm đông vui, không có nhiều con cháu quây quần vui vẻ như mọi năm. Bởi năm nay, 4 trên 5 người con của ông bà đang sinh sống ở xa quê đều không về quê ăn Tết để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Hàng Tết đến thì các em vẫn về thay nhau. Ví dụ như là 5 anh em thì 3 anh về, còn 2 anh ở đấy. Thế nhưng mà năm nay dịch bệnh thì các em không về thì tôi cảm thấy là cũng buồn, nhưng mà tôi cũng động viên là thôi bây giờ cả nước đều như thế thì các con là cứ yên tâm ở nhà, là bố mẹ vẫn khỏe, các con ở đâu ở đấy thì sau này hết dịch thì các con về với bố mẹ. Thực hiện công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ không gây khó khăn cho người dân xa quê về quê ăn Tết. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng có rất nhiều người dân xa quê trở về đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng như chính quyền địa phương đều cố gắng hết sức để có thể đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Ngay khi từ Hà Nội trở về địa phương ăn Tết, bà Đào Thị Mến ở xã Thiện Viễn, huyện Tiên Lữ ngay lập tức ra trạm y tế xã thực hiện khai báo. Trở về nhà, bà thực hiện tự theo dõi tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người trong vòng 7 ngày. Trong nhà, ông bà chuẩn bị đầy đủ các thiết bị đo nhiệt độ, đo nồng độ oxy trong máu và cồn sát khuẩn để đảm bảo an toàn nhất có thể. Tôi đi xe là tôi đi xe một mình, chỉ có gia đình nhà tôi được đi với nhau thôi. Thế và về đến nhà thì nói thật với các cô, các chú là chúng tôi cũng không có tiếp xúc với ai hàng xóm cả. Mà tôi đi ra thẳng trạm y tế để khai báo xong là test. Không riêng bà Đào Thị Mến mà tại xã Thiện Viễn, huyện Tiên Lữ, tất cả người dân từ tỉnh ngoài trở về xã ăn Tết đều được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động tới khai báo y tế, đồng thời hướng dẫn những biện pháp phòng chống dịch bệnh an toàn. Ủy ban xã thì trong thời gian qua thì thường xuyên làm tốt công tác là tuyên truyền người từ vùng ngoài, tỉnh ngoài về tỉnh là 100% là phải khai báo y tế. Ủy ban xã đã phân công và chỉ đạo cho lực lượng công an, lực lượng quân sự
và cán bộ y tế của xã cũng như là tổ phòng chống dịch của thôn là phải thường xuyên tuần tra kiểm soát mà giám sát những cái hoạt động mà cách ly cũng như là tự theo dõi sức khỏe ở nhà của những người từ tỉnh ngoài và vùng ngoài về. Thế và nếu như phát hiện là đã xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những công dân xa quê về quê ăn Tết, sau khi khai báo xong lập danh sách thì chúng tôi tư vấn là theo tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Khi có hiện tượng ho, sốt, khó chịu thì là báo cho trạm y tế. Trong dịp Tết thì trạm luôn luôn có những kiếp trực để tiếp nhận những công dân ở xa khai báo về quê ăn Tết. Tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh Hưng Yên, công tác đảm bảo an toàn cho bà con ta quê về đón Tết rất được chú trọng. Với phương châm vừa đón Tết xung vầy, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, mỗi địa phương lại có những biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, tất cả những biện pháp đều trên tinh thần không cấm đoán, kỳ thị hay gây khó khăn cho nhân dân vui xuân đón Tết. Tinh thần chống dịch được lan rộng tới từng thôn xóm. Thì tổ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thôn đã đi từng ngõ, gõ từng nhà và ký cam kết với các hộ gia đình. Đấy, có người thân, người quen ở xa, ở trong các vùng dịch về quê ăn Tết là phải khai báo ngay với chính quyền địa phương. Thì chúng tôi đã phân công là bắt đầu trực là từ ngày 25 tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng trong những ngày Tết vẫn trực 24/24 để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch cũng như để làm sao để cho nhân dân vui Tết an toàn. Trước tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân cũng như sự cố gắng nỗ lực của các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hy vọng nhân dân trong tỉnh Hưng Yên sẽ đón một cái Tết sum vầy và bình an. Thưa quý vị và các bạn, cô nông dân 4.0 là cái tên mà mọi người dành để gọi vui, nhưng nó lại rất đúng với chị Bùi Thị Thu Hường, hội viên hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Với sự năng động, sáng tạo và tình yêu đối với nông nghiệp, thời gian qua, chị đã không ngừng học hỏi, đưa các tiến bộ khoa học công nghệ vào ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, đem lại những kết quả ấn tượng. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nổi tiếng với đặc sản Nhãn Lồng Phú Hiến, nên từ nhỏ, chị Hường đã yêu và gắn bó với nông nghiệp. Là một trong những hội viên chủ chốt của hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu, trong những năm qua, gia đình chị luôn là hộ tiêu biểu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từng bước nâng tầm giá trị nông sản. Bên cạnh đó, chị còn liên kết với rất nhiều các hộ sản xuất nông sản chất lượng cao khác trên địa bàn tỉnh, giúp bao tiêu, quảng bá hình ảnh, chất lượng của nông sản Hưng Yên. Và khi mà liên kết thì có cái kế hoạch sản xuất nó bài bản hơn, nó chuẩn hơn về từng cái loại sản phẩm của mình cũng như từng cái thời điểm tiêu thụ thì cái thị trường nó ổn định hơn và đẩy được cái giá trị của sản phẩm lên. Với sự nhạy bén của mình, chị đã đi đầu trong việc đưa ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm nông sản tới người tiêu dùng như mạng xã hội Zalo, Facebook. Đặc biệt hơn, chị đã đưa các mặt hàng nông sản chất lượng cao, đặc sản của quê hương Hưng Yên lên các sàn thương mại điện tử như Vỏ Sò, Sen Đỏ, Postmark. Từ đó, các mặt hàng nông sản có thể tiếp cận tới người tiêu dùng trên cả nước, thị trường được mở rộng và việc tiêu thụ nông sản cũng dễ dàng hơn. Tôi nhận thấy áp dụng khoa học công nghệ cao và trong sản xuất nông nghiệp sẽ cho người nông dân được tăng năng suất, tăng thu nhập và nâng được tầm giá trị của nông sản. Trong thời gian sắp tới, tôi mong muốn được phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể đưa được sản phẩm nông sản Hưng Yên lên các sàn thương mại điện tử và cao hơn là sàn thương mại điện tử quốc tế. Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh, việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đổi mới linh hoạt trong việc tiếp cận thị trường, chỉ riêng mùa nhãn vừa qua, chị Hường đã tiêu thụ được trên 20 tấn nhãn. Ngoài ra, hiện nay trung bình mỗi tháng chị cũng tiêu thụ trên 2 tấn nông sản các loại khác. Chị Hường cũng đã có những cái sáng tạo, nhiệt huyết trong việc tham gia hỗ trợ trong cái dịp mà tiêu thụ nhãn tươi, nhãn sau chế biến. Qua cái thời gian dịch bệnh Covid thì cũng đã hỗ trợ được các hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã Lễ Châu và các cái mô hình ứng dụng công nghệ cao trong cái việc mà tiêu thụ nông sản trên các sàn giao dịch. Xã hội ngày càng phát triển khi người nông dân tiếp cận với công nghệ và ứng dụng vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ nâng cao được chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế và hơn nữa nó cũng mở ra những cơ hội phát triển.
Mong rằng thời gian tới sẽ có thật nhiều những nông dân 4.0 như chị Hường để có thể thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp Hưng Yên lên một bước phát triển mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.